Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng cả nhà mình quay trở lại với kênh YouTube Bình Tuyên Quang của em nhé. Em lên cho cả nhà một em chim trống mỏ mỏng. Alo ạ? Vâng. Dì ơi, dì chạy ra trước cửa đưa cho xe con chim nhớ không? Đấy, vâng. Cứ để ngoài cửa này. Chân móng mỏ rất là ok luôn này. Phản đuôi xòe nhá. Người dài. Đó, lông màu nâu. Em mời các anh nhìn theo dõi em nó. Anh trai nào mà ưng thì alo cho em nhé. Chim bộ khá là to, đẹp đấy ạ. 1.800.000 cho cả nhà mình em chim này. Họa nét rất là cân đối, hài hòa. À, chim bên em Quỳnh thì đã vào cám cứng khỏe mạnh, ăn uống ngon lành rồi và đã hót nhé các anh nhé. Chim đã hót hết rồi ạ. Đầu mặt bóng bộ nét nào ra nét đó. Nhìn rất là ưa nhìn luôn ạ. Nói chung là nhìn em chim rất là tướng tá, nhìn nó cân đối và hài hòa anh ạ. Em chia sẻ cho cả nhà giá 1.8 triệu nhé. Xong mã số 1.3.8 ạ. Anh trai nào mà hợp nhãn em nó thì ủng hộ em nhé. Bây giờ em sẽ chuyển sang em chim mang mã số 1.369 ạ. Dạ vâng ạ, em sẽ lên với cả nhà em chim mang mã số 1.369 nhá các anh nhá. Em này thì người siêu đẹp luôn. Em chim này rất là cao, to, dài. Em này em Quỳnh chia sẻ cho cả nhà giá 1.900.000 nha các bác nhá. Đấy, em chim trống rất là ok luôn. Dáng cao, cao cầu lắm cả nhà. Em này đứng lúc nào nhìn nó rất là cao cầu luôn. Đuôi dài, người dài. Dáng mũi trường chuẩn cho em nhá. Hai họa cân đối, hài hòa. Nhanh chim và sáng chim lắm ạ. Chim ở trong học thì đã hot rồi. Nên là các anh các bác nhà mình yên tâm. Về nhà anh em nhà mình nuôi dưỡng thuần hóa em nó cũng dễ đấy ạ. Ở nhà có nhu cầu thì ủng hộ em qua số điện thoại là 0983 936 899 các bác nhé. Chim cao cầu đẹp lắm cả nhà. Đấy, chân thì khá là già rừng nhá. Em này khá là già rừng rồi. Đấy các bác có thấy không? Em nó đứng lúc nào chỉ cần dướn người lên một xíu thôi là đã chạm vào nóc học của em rồi mà cả nhà. Mà đây là em đang nhốt trong một cái hộc to để em quay tổng thể chim cho cả nhà mình quan sát nó dễ hơn nhé. Không phải em cho vào những cái hộc nhỏ mỗi khi em quay đâu. Cả nhà yên tâm là mua hàng bên em thì đã được bảo hành nhé. Bên em bảo hành mọi thật lỗi cho anh em, bảo hành chuẩn chim sống trọn đời. Nên là các anh các bác nhà mình cứ yên tâm ạ. Và mọi người ở đâu thì em cũng có thể ship cho cả nhà mình ạ. Vấn đề thời buổi công nghệ thông tin bây giờ thì kể cả gửi xe, gửi tàu, gửi như nào thì nó cũng rất là thuận tiện và nhanh chóng nhé cả nhà nhé. Các bác tin tưởng rồi thì các bác có thể cọc cho em một ít nhận chim thanh toán nốt cũng được. Còn anh em nào thực sự tin tưởng thì anh em chuyển khoản hết 100% tiền giúp em nhé. Em ở Tuyên Quang có ship được toàn quốc. Với em mã số 1.369 thì là một em chim người dài, dáng đẹp. Chim đã hot rồi nên cả nhà mình yên tâm nhé. Bây giờ em sẽ chuyển sang em 1.370 cho cả nhà mình ạ. Em lên với cả nhà một em chim cho mã số 1.370 nhé cả nhà nhé. Em chim bản đuôi xòe này. Bản đuôi xòe rất là đẹp luôn. Lông đuôi nó bị gãy mất 1-2 sợi nhé các anh nhé. Em này em vừa chia sẻ cả nhà giá 1.6 triệu đi. Rào rừng rồi các bạn ạ. Rào rừng anh em nuôi thì nó sẽ thuần hóa, nó sẽ lâu hơn một chút. Nhưng mà được cái là rào rừng mà bên ngoài mà nhận nó căng rồi thì nó sẽ rất là ok nhé các anh nhé.
chim sạch 100%, chưa qua tay ai khai thác cả, chưa qua tay người chơi. Chim thường là bắt ở trên rừng về và mọi người chỉ vào cám thôi nhé. Bên em chỉ vào cám nước rồi là cho ăn uống đầy đủ thôi, chứ chưa có qua tay người chơi nào cả, và chỉ có chia sẻ lại cho anh em nhà mình thôi ạ. $1.600.000 cho con chim này nhá cả nhà nhá. Bác nào mà bố kết thì ủng hộ em này. Đấy. Bên em thì em quay khá là rõ chi tiết về đầu mặt và móng mỏ, vì vậy cả nhà cứ lựa. Nếu mà ưng rồi thì cả nhà ủng hộ em nhá. Giá bao gồm chưa bao gồm phí ship đâu ạ, chỉ có giá chim bán thôi. Cả nhà ở đâu thì vui lòng cộng thêm phí ship ở đó giúp em nhá. Mời các anh chị theo dõi em chim này. Đẹp chưa cả nhà mình ơi? Nhìn lông đuôi quá là ok luôn. Chim bộ to nhá. Chia sẻ cho anh em nhà mình xem bộ to như này. Giá yêu thương luôn các bác nhá, chim đẹp lắm ạ. 1.900.000 ạ. 1.900.000 nhé cả nhà nhá. Mã số 1371. Anh em nhìn người thích luôn đúng không ạ? Nhìn những em bộ to này nó đứng chật hộp luôn, đuôi này. Đuôi cũng rất là đẹp luôn nhá các anh nhá. Chân móng mỏ khá là già rừng và thái độ rất là tốt. Hàng này anh em có để về nghe hót này. Một chiến hay nhân thả avi nhá, đều rất là ok luôn. Đấy. Chim sạch 100%, chưa qua tay khai thác và chưa qua tay một người chơi nào cả. Nên là về anh em nhà mình hãy hướng nghiệp theo sở thích cá nhân của mình. Bác nào mà xem ưng về cái đầu mặt hay móng mỏ thì anh em alo cho em là mua được hàng nhá. Chọn những em mi mọc này thì các bác chủ yếu là chọn về móng mỏ, màu lông hay là chân móng gì theo cái nhu cầu của mỗi người đúng không ạ? Ngoài ra thì về anh em sẽ mất thời gian thêm một chút. Rồi em mi mộc thì mình sẽ phải thuần hóa các em nó. Chứ còn nếu mà mua chim thuần thì về mình sẵn chơi đúng không? Nhưng mà nhiều người thì lại thích thử và trải nghiệm cái cảm giác là thuần hóa những em mi mộc như thế nào. Thì anh em đừng bỏ qua em chim mang mã số 1371 của em nhé. Vì em này cá nhân em nhìn thấy là một em chim cực kỳ tố chất, mắt lì, đẹp chim. Em chia sẻ cho cả nhà mình giá 1.900.000. Nói chung là đây là tùy vào cái sở thích cá nhân của mỗi người, nên là anh em cứ lựa theo cái nhu cầu chơi của mình nhá. Và bản thân em thì em thấy em này quá là ok luôn. Chim đẹp, người dài, lông lá mượt. Nhìn em chim đứng rất là tố chất luôn ạ. Đấy, bản đuôi này các bác này. Hàng này mà đứng trên cầu hot thì nhìn có phê nhức nách luôn. Bây giờ em đã lên được cho cả nhà là 4 em rồi. Chắc là clip hôm nay cũng xin phép dừng ở đây. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video clip trên kênh Tuyền Liên Quang của em nhé. Chúc cả nhà mình xem video vui vẻ. Bye bye mọi người.